Vâng, và hello xin chào mọi người đã đến với tập thứ 4 trong series Project Slayer của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi nhập chức để trở thành Demon Slayer chính hiệu. Let's go. Đáng lẽ phải nói luôn cái địa điểm để mình lỡ có unlock được mình tới tới nơi luôn cho nhanh phải không? Đây. À mình quay nữa. Chúng ta phải intro phải không? Nào, intro. Thì anh em thấy thắc mắc về cái skin mới của mình không, nhìn nó khá là cute hột me, nó chibi không sô tạc côn các kiểu ghê quá đây phải không? Wow, 1 tiếng luôn hả? Phải nồi 1 tiếng, what the fuck. Thôi mình đợi luôn trong này quá anh em ơi. Ok, chắc mình tua cái đoạn này chứ mình đợi 1 tiếng nó lâu quá anh em ơi. Phải thì chứ, chắc bữa sau mình phải canh giờ đi cho đúng. Human only nè, nghĩa là nếu bạn làm quỷ thì anh em sẽ không vào đây được, thì sẽ không có nhập chức, thì anh em là quỷ mà cần chứ phải nhập chức phải không? Ok, bây giờ mình sẽ tua cái đoạn này luôn cho nó khỏe nè. Let's go. Ok, và nó còn có 1 phút 35 giây, mình đợi mỏi hết cả lưng luôn á. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay và liền luôn anh em ơi. Let's go. Chừng này người chắc là đủ đánh 4 người, trong đó có mình nữa. Đang ghi ba người là mình sẵn hồn. Thì nói chung vô phải party lại lần nữa chứ nếu không là bị đánh cho sắp mặt. Ok, mình mời cái bọn này vô cái. Thằng này tên là Ok, đứa này vô. Còn đứa nào nữa? Thằng pho giật vô đâu? Giang chưa vô này. Còn đứa nữa đâu? Ok, thiếu một người đó anh em. Không sao không? Thế là bé kia không vào được. Ai đừng có nói là game này cho có 3 người đi thôi nhá. Bạn nào nhận nhiệm vụ ở đây không? Ủa nó tìm gì đấy? Tìm katana không, không sao, thiếu một người cũng cũng được. Vì cái ông này ông pro anh em, nó là một ông người lạ thôi. Đi theo ông này chứ mình đâu có biết đường đâu. Chơi cái này dễ mù lắm. Thì chúng ta có ba cái trái tim đây để làm gì? Đây là ba cái mạng, nếu mình chết là mình chết luôn, này là thua nhá, phải làm lại từ đầu nhá, nhưng mà không có lần sau nữa. Thành ra nếu có thất, thành ra mình cố mình không thất bại lần này nhá, mất công mình thất bại nó mệt lắm. Thì cái clip nó có khả năng còn dài hơn thế nữa. Không 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 phải là clip nó dài đâu, mà chính xác là mình sẽ cắt đoạn, hiểu không? Bớt đi cho clip không dài. Ok, bây giờ mình quay về lại cái chỗ kia kìa. Xong rồi hả? Nó bảo mình đi mua cái băng gạc. Băng gạc. Có cái đĩa cụ gì ấy? Mua 2 cái thôi. À đâu, nó bảo mình giết 10 con quái kìa. Ủa rồi ôi. Cũng không gì khó. Bam. Mình nhớ cái này nó đi nhiều người đó mà ta. Hai con. Cái này là mình đánh 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 chung nha. Ai à. Bốn con. Mình đợi spam ra thêm thôi. Ok, mình làm xong cái nhiệm vụ rồi. Qua nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì đây?
Waringo Shore. Như thằng này biết chỗ nè, nó bảo mình đi tìm apple nè, banana nè, strawberry nè, dâu tây nè, chuối nè, táo nè. Ông có biết đường đấy ông nội. May là trong game này nó không có tính thời gian, nếu nó tính thời gian là người ta khỏi chơi luôn. Khó thấy bà nội ai chơi. Phải không? Ông này ông bà rồ mà ông tìm mãi không ra. Đây nè, trái táo nè. Nó phát sáng à. Mấy cái vật phẩm này nó phát sáng này. Chứ đâu phải túi thui đâu, nếu túi quá ai tìm. Tìm ra luôn á, thiệt chứ. Trời sắp sáng rồi. Công nhận cái hệ nước này đúng là nó cơ động thiệt. Ấy, trái chuối kìa. Trái chuối to thế. Wow. Chúng ta đã có trái chuối, chúng ta thiếu trái trái dầu. Buổi sáng thì càng dễ thấy nữa, càng dễ tìm. Không như buổi sáng nó khó tìm vì nó chói quá anh em, nó làm mình không biết được cái trái nó nằm ở đâu. À không ăn, hình như bọn nó làm trước mình rồi. Nó làm trước mình rồi. Hàng chi nó tới đây để nó đánh. Hàng chi lúc đó mình thấy mấy đứa nó đi từ chay này xuống nhận nhiệm vụ từ con bé này. Hóa ra là vậy, hóa ra nó bọn nó đi trước mình một bước rồi. Ủa nó kỳ ta, ủa nó tìm được strawberry nó không nói mình. Mấy đứa này kỳ quá. Hàng kia hắn ống vượt xa mình hai nhiệm vụ. Hàng kia một đứa, cả hai thằng luôn. Vậy nó tìm được strawberry sao không nói mình ta. Nhưng tìm cái strawberry là cái đầu tiên hắn tìm ra, rồi hai cái còn lại. Ê, bọn nó đánh xong con boss rồi, sao mình làm gì đây? Xui vãi. Rồi bọn nó chắc về nước trước mình quá, rồi mình ai đánh hộ mình đây? Trời ơi, xui vãi nào. Kiểu này chắc mình thua quá anh em ơi. Ê, nó thoát cái chân rồi. Sao kỳ vậy? Đi mà nó không đợi mình. Chán nản ghê ha. À không, mình vẫn còn mẹo để đánh con boss mà. Trời ơi, đây đúng là ác mộng của mình anh em ơi, chắc mình phải cố đánh con này để cho xong. Không ngờ luôn á, mình đi solo luôn anh em. Ui, nhanh thế. Mẹ con này đúng là nguy hiểm. Ồ, mình đam cũng khá to để cho nó bị thương ha. Thôi đừng bao giờ dùng chiêu X, nguy hiểm. Mày dính chiêu. Nó rất chết tier 10 luôn kìa. Tạm tạm đi, đánh nút rồi cũng chết rồi. Nó mất một phần bao nhiêu đó máu rồi kìa, vãi. Ơi anh ơi tôi muốn bị rớt xuống đó, bị anh làm thiệt là tôi không vui đâu. Mày dính đàm.
inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okay, bây giờ mình chơi phát cuối này. Đấy, chết tươi. Rớt vậy à, lấy hết. Xong cái nhiệm vụ đó anh em. Sao đó. Úi giời ơi. Ui, đây là chỗ ra về phải không? Ok, ra về thôi, let's go. Ủa, ra về cái gì? What the hell. À, đây 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 đây, nó ghi ở phần dưới này. Nghĩa là cái này anh em đi một mình vẫn được nha. Miễn rằng anh em chơi khôn lên chút. Thay vì lao vô đánh mấy con quái thường, anh em chỉ cần đứng từ xa sợ bam chiêu ầm ầm vô là được. Đấy. Đấy là cách duy nhất để mà anh em hoàn thành cái này dễ nhất có thể luôn mà không thiệt hại về máu và mạng. Chắc là mình nên mua cái bộ nào nó hở cái nguyên cái phần này luôn này. Đó. Không biết mặc vô có hợp không. Nếu không hợp mình mua cả hai luôn. Rồi mua rồi đó. Trời ơi nó có 6 muối kìa. Trẻ em có 6 muối anh em ơi. Mình cố để hình dạng chibi này để. Mẹ nó 6 muối nghiện kỳ quá đi. Ok, trước khi mình thổi cái bình này, mình muốn hỏi anh em rằng là mình hiện tại mình đã full cái hơi thở này chưa hay là chưa. Thì anh em có thể comment bên dưới để cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình sẽ thổi cái này. Có một bạn comment là cần 40.000 tiền để có thể full cái này phải không? Không biết mình tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này, chắc cũng chưa tới 40.000. Chắc cũng tầm đâu cỡ mười mấy ngàn là cùng á. Tầm đó anh em. Chứ mình cũng biết nữa. Hình như phải lên thêm nữa, chắc mình phải tra wiki rồi chứ. Ôi, cái bình nó nứt sẵn anh em. Nó không khít nè. Vãi. Ok bẻ rồi. Đâu không lấy được cái gì không. Không biết nữa. Đâu mình để tiền mình mua trang phục mặc cho nó đẹp đi. Bó tay thì chứ. À đây 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 đây. Nó tàn hình luôn vãi nồi. Start. Nó bút 100% máu nè. Này bút speed boost nè. Wow. Nó bút 5% luôn hả. Nếu cái này mình sẽ equip start nè. Đó. Cậu này là mình mặc ở ngoài cho đẹp nè. Đó. Trời nhìn nó vướng víu quá anh em ơi. Trời mua rồi cũng như không à. Thôi equip cái start của nó thôi. Đây nó cộng thêm tốc độ di chuyển. Thêm 5% nữa. Có phải do đó là 20% tốc độ di chuyển không. Ok thì clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi anh em. Vãi nồi thì chứ. Khoan để mình lấy cái con quạ ra mình test thử anh em. Quạ đâu. Kéo quà tới. Nè anh em có thể bấm vô đây để trò chuyện với người chơi khác nè. Không. Đấy cuối cùng mình cũng đã có được con quà anh em. Trời phát. Con quà này nó kỳ quá. Rồi sao nữa. Nhắc vụ con quà ha. Đây. Ở đây có một cái nhiệm vụ này. Ok thì trong thời gian như 2 tập mình sẽ cố làm những cái nhiệm vụ mà con quà này nó giao cho mình. Đấy lên cấp các kiểu rồi mình cài một số thứ khác mình đi farm nữa. Đó clip ở đây thôi anh em. Ok thì nếu anh em thấy thích video này cho mình một like, share, đăng ký và nhấp vào cái chuông để không bỏ lỡ video trong tương lai nha. Ok và hẹn anh em ở tập tiếp theo của mình. Bye bye.